toàn bộ chỗ xong của Ly có hiện tại. Đợt vừa rồi thì mình cứ thay đổi đi thay đổi lại trong cái phòng của mình khá là nhiều, thế nên là hôm nay mình nghĩ là mình sẽ ngồi soạn son, cơ hội để khoe cho các bạn một chút về lipstick collection của Ly. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cân xem cái đống son này bao nhiêu cân, nên đây tất cả son hiện tại Ly đang có. Cân xem là chị bao nhiêu cân nhá. Chị ăn xong buổi tối là 48.55. Rồi, bây giờ thì chị sẽ thử xem là liệu chị bê cái chỗ son này chị lên bao nhiêu cân. Ok. 60.15 trừ 48.55 là bao nhiêu? Tầm 12 cân. Thì đây chính là những loại son mà Ly có cả son mới, có cả son cũ, có cả son mình sưu tầm. Thường thường á, Ly sẽ xếp theo nhãn hàng. Tại vì mình có quá nhiều nhãn hàng và nhiều khi là mình chọn son theo nhãn hàng cũng dễ nhớ hơn là chọn son theo màu, nhất là khi mình để vào trong những cái khay như thế này. Thế nên bây giờ mình sẽ chọn son theo nhãn hàng, mình sẽ xếp hết tất cả các nhãn hàng cùng nhau vào một cái. Tết đi dọn nhà, Ly rất thích ngồi loại son, chọn son ra, tại vì mình sẽ khám phá ra được những cái màu son mà mình lâu lắm rồi mình chưa dùng. Ủa cái này cái nắp của nó đâu? À đây. Rơi cái nắp. Ôi. Ui cái này nó còn bị rụng. Họ lại bị rụng luôn rồi. Trời ơi. Có một số hãng ấy là Ly sẽ chỉ có khoảng 1-2 thỏi thôi, không có nhiều. Nhưng một số hãng thì Ly sẽ có gần như tất cả collection của nó luôn. Có một số màu là ngày xưa mình thích nhưng bây giờ nó đã không còn hợp với cả cái phong cách của mình nữa, thì mình sẽ lọc bớt nó đi. Xong rồi có thể là cho bạn bè, cho người thân hoặc là thử cách Ly giá rẻ, siêu rẻ cho mọi người có cơ hội muốn sử dụng. Many unbearable hours later. Chị em chúng mình đã xếp xong hết. Xong rồi. Bây giờ trước mặt Ly thì Ly không biết là có bao nhiêu thỏi son, nhưng mà Ly sẽ giới thiệu qua một chút về các nhãn hàng mà Ly có ở trong này. Tại vì những tên của các nhãn hàng này ấy, thì nó sẽ liên quan đến hệ thống sắp xếp son của Ly. Cái đầu tiên nhiều nhất của chúng mình ở đây. Đây là tổng hợp tất cả các collection Ophelia mà Ly có. Từ những cái đầu tiên là cái dòng Night Fall cho đến gần đây nhất là dòng này, là dòng Cotton Lip Cream Touch of Rose này, Modern Matte Lipstick này, cái này là Starline này. Rồi tiếp đến thì chúng mình có Hera, đây là hai thỏi Hera duy nhất. Tiếp đến là chúng mình có Lancôme ở đây thì chúng ta có Juicy Sticker, rồi các dòng son thỏi cơ bản này, xong rồi dòng son bóng, dòng son lì, xong rồi có cả một cái thỏi gọi là Limited Edition của Lancôme ở đây. Wow, chưa dùng luôn mấy nguyên. Đây là Candy Lab. Xong rồi chúng mình có Vanilla. Tiếp đến thì chúng mình sẽ có Bobbi Brown. Bobbi Brown thì cũng có khá là nhiều. Cái dòng Crush Lipstick bình thường này. Xong rồi cả bản Limited Edition Luxury Intense Lipstick này. Bạn này Lip Cream cũng thế này. Bobbi Limited Edition cũng có này. Mini cũng có luôn này. Rồi chúng mình có hai thỏi duy nhất của Lemonade Matte Addict, màu Selfie và màu Beauty. Tiếp thì chúng mình có, đây là Shuimura. Thì chúng mình có cả dòng Bobbi mới này, dòng Bobbi cũ này, dòng Limited Edition Chocolate Le Mason Du Chocolate này. Xong rồi đây là cái dòng cũng Limited Edition với làm việc với cả Super Mario. Xong rồi dòng mới tinh kết hợp với cả Onitsuka Tiger. Đây là một hãng chuyên về giày thể thao của Nhật. Thì các bạn nhìn thấy cái pattern này các bạn cũng biết. Dòng mới rất là đẹp, Ly có nguyên bộ sưu tập luôn. Tiếp thì chúng mình sẽ có Laneige. Thì đây là dòng Two Tone Lip Balm, Ly rất thích dòng này. Đây là màu số 15, màu Ly thích nhất. Siêu thích luôn mọi người ạ. Màu này rất là đẹp, dùng không make up cũng rất là đẹp. Thế là dòng này nhá, dòng này lưu review rồi mọi người ạ. Thì hai thỏi này là kiểu son dưỡng nhưng mà nó có màu ấy, rất là xinh, màu cam, màu đỏ này. Xong rồi chúng mình có Estee Lauder. Estee Lauder thì Ly hơi có hơi ít một chút nhưng mà cũng đều có những cái màu mà Ly rất là thích. Ví dụ như là màu này của Kendall Jenner. Thì đây là một cái màu mà Ly săn mãi mới được. Đây là dòng Limited Edition. Tiếp đến thì chúng ta có hai thỏi son của Burberry. Tại vì Burberry thì nó hơi mắc tiền một chút nhưng mà cái thỏi này màu rất là xinh, siêu xinh. Chúng mình có Clé de Peau, một dòng son siêu đắt của Clé de Peau. Thì Ly cũng có bốn dòng khác nhau, dòng lipstick này, xong rồi dòng lip gì đấy, xong rồi kể cả gloss này. Ở đây thì chúng ta sẽ có là YSL. Thì YSL thì cũng có một số những màu đại diện cho một số dòng, nó cũng như là có cả. Tiếp thì chúng mình có, đây là Juicy Pang, Juicy Pang Teen luôn. Xong rồi chúng mình có cả mini dẫn full size lẫn như là powder matte liquid lip của MAC. Xong rồi cả gloss của MAC đây. Những cái bộ sưu tập kiểu limited edition của MAC này đẹp dã man đây. Nhưng mà những cái màu này thì Ly không biết là Ly dùng hay là ai dùng đấy.
Thì đây là cái bộ sưu tập mà kiểu những cái màu hot hit nhất của MAC thì nó sẽ có trong bộ sưu tập này. Sau đó có son của Chanel thì cũng khá là nhiều dòng khác nhau. Có cả son kiểu dạng vừa lip balm vừa màu khá là đẹp. Thì Ly nhớ không nhầm là tất cả những dòng son này của Chanel thì Ly đều đã có video rồi. Mọi người xem cái video này của Chanel nhá. Hồi Ly có hai thỏi. Hai thỏi Ly rất là yêu thích của Giorgio Armani. Xong rồi Ly có hai thỏi này của Sisley. Thì hình như là màu y hệt nhau. Ừ, khác nhau một tí không? Hai thỏi đều là hai thỏi màu đỏ của Sisley. Nhưng mà Ly cũng hình như cũng chưa dùng lần nào. Xong rồi chúng mình sẽ có son của Essence. Gửi cho Ly son mới của Essence. Ly cũng chưa thử nghiệm để đứng tới Ly thử xem thế nào. Hồi Ly có một thỏi của Espoir. Đây là một cái thỏi gọi là hot hit best seller những năm 2013, 14, 15 kiểu siêu hot. Chính là thỏi Modest bán sold out everywhere. Mãi Ly mới mua được một thỏi này khi mà nó hết hot rồi. Xong rồi chúng mình có Innisfree. Thì son Innisfree Ly chỉ có cái dòng Velvet Cotton Ink này thôi chứ Ly không có dòng khác. Xong rồi mình có Glossier. Một thỏi của Glossier thì bao bì Glossier rất là kiểu đơn giản ấy. Và đây là đúng kiểu màu tóc nâu màu trầm. Xong rồi Ly còn 3 thỏi mini của Marc Jacobs. Ngày xưa Ly có nhiều hơn, Ly mua một cái set mini ấy. Nhưng mà còn đây là ba cái màu mà Ly rất là thích. Nhưng mà chắc là đợt tới Ly cũng phải lọc dần ra. Đây có một thỏi nữa mà Ly siêu thích của Marc Jacobs. Thỏi này Ly dùng kiểu tẽ luôn rồi. Các bạn thấy không? Kiểu từng này son mà có một thỏi son nó nhìn như thế này chứng tỏ Ly yêu thích nó như thế nào. Xong rồi chúng mình có Charlotte Tilbury. Thì tất cả thỏi son Charlotte Tilbury này thì Ly đã đều review ở trong video rồi. Sau chúng mình có Romance. Đây là bộ sưu tập mới của Romance mới gửi cho Ly. Ly cũng chưa thử thỏi nào cả. Có Zero Velvet Fit này. Xong rồi đây là Juicy Lasting Teen. Bạn nào mà muốn bất cứ một cái review hay một cái swatch nào của bất cứ một dòng son nào, một hãng son nào ở đây thì hãy comment để cho Ly biết. Tại vì thực sự là nhiều khi là mình có quá nhiều son, xong rồi mình bị kiểu hoảng loạn, mình không biết là ok bây giờ phải làm cái gì trước, cái gì sau, mọi người sẽ đón nhận cái gì trước. Thế nên là mọi người hãy cho Ly biết ý kiến mọi người phía dưới nhá. Xong rồi Ly có 5 thỏi mới tinh của Maybelline Sensational Liquid Matte này. Vẫn còn nguyên bao nguyên kiện này. Xong rồi Ly có 2 thỏi của Dolce & Gabbana. Thì đây là cái thỏi mà Ly rất là thích luôn. Thỏi Monica, đây là cái màu kiểu limited edition của Dolce & Gabbana, màu siêu thích. Đến một cái nhãn nữa mà có vẻ sẽ hơi gọi là ít người biết ở Việt Nam, đây chính là Dolce Color. Thì Dolce Color là một cái hãng indie brand ở bên Mỹ nhưng mà được các YouTuber dùng khá là nhiều. Đợt trước Ly đi Mỹ thì Ly mua mỗi dòng một thỏi, xong rồi bây giờ Ly vẫn chưa có thời gian lên làm video để review nguyên cái bốn cái dòng này của Dolce Color. Xong rồi chúng mình có Huda Beauty thì Ly có một thỏi full size. Ngoài ra Ly có cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thỏi mini ở đây để sẵn sàng làm một kiểu lip swatch Huda Beauty nhưng mà chưa làm. Tiếp thì chúng ta có DBA Blur Tint version 1 này. Xong rồi mình có Peripera, hai thỏi Peripera. Xong rồi mình có Too Cool for School, hai thỏi Too Cool for School, vừa làm màu má vừa làm màu môi. Xong rồi mình có VDI VOV. Xong rồi mình có Pat McGrath. Thì cả bốn thỏi son này Ly đã đều search trong một cái video của Pat McGrath rồi, so sánh với cả VDI VOV. Thế nên mọi người hãy xem lại cái video đấy để rõ hơn nhé. Xong rồi mình có một thỏi của Kiko. Ly thực ra là Ly có 3 thỏi Kiko thôi, nhưng mà đây là thỏi duy nhất là Ly giữ lại, tại vì đây là thỏi mà Ly thấy đẹp nhất. Đấy, còn mấy thỏi kia thì Ly đã thành lý lâu rồi. Tiếp đấy còn một thỏi duy nhất của Tarte. Ngày xưa Ly rất là thích son Tarte, nhưng mà dần dần càng ngày thì nó càng kiểu quá bình thường nên là Ly không giữ lại nữa. Xong rồi Ly có son của Clio. Thì có tổng cộng ở đây là 2 dòng tất cả, 2-3 dòng gì đấy của Clio. Hai cái màu này cũng là hai cái màu mà Ly rất thích của Clio này. Màu rất xinh, rất là trendy. Xong rồi đây mình có NARS. NARS thì Ly cũng swatch hết tất cả son NARS ở trong video rồi. Cả thỏi mini lẫn như là thỏi mini này và kể cả thỏi full size này nữa. Xong rồi chúng mình có Zoe. Zoe thì cũng là một cái hãng khá là không nổi tiếng lắm ở Việt Nam nhưng mà rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. Nhưng mà Ly có cả mini lẫn full size và cũng chưa swatch và cũng chưa dùng hết. Vấn nạn của người có quá nhiều son. Đây là Bite Beauty. Thì với Bite thì ngoài thỏi này là các bạn có thể mua ở ngoài thị trường này. Thì hai thỏi này là hai thỏi mà Ly tự làm ở Bite Cosmetics hồi mà Ly đi New York. Thì không bán đâu có cả, chỉ có Ly có thôi, kiểu limited edition for me only kiểu đấy. Đây chúng mình có Didalia. Thì Didalia như Ly đã nói là Ly được tặng khá là nhiều. Ngoài hai thỏi này là hai thỏi hồi đầu Ly tự mua ra. Thì đây là những cái thỏi son, 12 thỏi son mà Didalia tặng cho Ly đợt vừa rồi. Chúng mình có 3 thỏi son của Shiseido này. Chúng mình có Mamoudzou. Hồi Mamoudzou mới về Việt Nam gửi cho Ly rất là nhiều. Xong rồi chúng mình có đây là son của Fenty. Có 3 dòng khác nhau. Màu này xinh lắm. Màu này siêu siêu cực. Đây, kiểu tím hồng. Xong rồi chúng mình có một thỏi son của Guerlain.
đây. Thực ra xong cô Long cũng không có gì ấn tượng quá nhiều, nên Lê cũng chỉ còn giữ một thỏi mà thôi. Ngày xưa Lê có khoảng 2-3 thỏi gì đó. Xong rồi sau đấy thì chúng mình có VDL. Cái hãng này hình như nó chết rồi hay sao ấy, không để ai nhắc đến nó nữa. Nhưng mà hồi 2014, 2013 là mọi người săn lùng nó siêu điên đảo ở Việt Nam luôn. Xong rồi chúng ta có Kat Von D, Lê chỉ có một thỏi duy nhất, đây là thỏi Lolita 2. Lê rất thích màu này. Có một đợt là ngày nào cũng dùng màu này. Lancrame có duy nhất một màu, mà cái màu này nó kiểu kỳ cục ấy, Lê không nghĩ là Lê sẽ dùng màu này đâu. Hoặc là Ly phải kiểu make up một cái gì đấy, nút gì đó. Xong rồi Ly có 3 thỏi của Lily Mema. Xong rồi Ly có 1 thỏi còn lại duy nhất của Anastasia. Ly có Kylie. Xong rồi Ly có M Cosmetics. Còn thiếu 1 thỏi nữa mà Ly đang có cái màu son trên môi này, thế nên là Ly sẽ lấy sau. Xong rồi Ly có PCE. Tất cả dòng này liên quan đến Lily Mema. Mua theo trend các bạn ạ. Và cũng như là Ly có 2 thỏi của Pony Effect. Bây giờ thì Ly sẽ giải thích qua một chút về cái kiểu gì ạ, hệ thống xếp son của mình. Thì thường á là với son hai em thì sẽ để vào đây để bày cho đẹp, kiểu nhìn thấy logo son kiểu Chanel ấy thì nó cũng đẹp đúng không. Thì với son hai em và son thỏi thì Ly sẽ để ở đây. Vì lý do tại sao mà Ly chỉ để son thỏi trong này thay vì là Ly để cả son liquid lipstick, tại vì khi mà mình để cái thỏi son kem lì nó bị nghiêng như này thì nó sẽ để một thời gian nó sẽ bị ra dầu đúng không? Thì khi đấy thì cái dầu nó sẽ bị tiết ra cái ống này, thì như thế nó sẽ bị kiểu nhẹn nhẹn, nó không đẹp. Và có một số loại son mà dụ son Hàn Quốc hoặc là son hơn cái chất lượng hơn một tí thì nó sẽ bị chảy dầu ra cả cái vỏ luôn, và như thế thì nó rất là bẩn và như thế nó cũng bị hỏng son rất là nhanh. Thế nên là với son liquid lipstick ấy, thì Ly sẽ thích là Ly sẽ cho vào những cái mà nó sẽ đứng lên như này hơn, thì nó sẽ giữ được cho son và cũng như là cái dáng của cái son liquid lipstick nó cũng thẳng đẹp hơn. Cái này là dành riêng cho liquid lipstick này, nó sẽ dài hơn thì nó sẽ không dễ bị đổ ra, không dễ bị đổ đúng không. Bên cạnh đấy thì Ly cũng có những cái hộp như thế này. Thì với những cái hộp như thế này Ly sẽ để những cái dòng son gì? Thứ nhất là Ly sẽ để cái dòng son mini, thì mình sẽ kiểu có cái khoảng của nó mình sẽ set dễ hơn. Nói chung là mình sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình sẽ để. Thì đấy là về cái cách mình để son theo loại. Còn bây giờ làm sao để mà Ly có thể nhớ hết được tất cả những cái dòng son này của Ly có như thế nào và chọn son cho nó dễ. Sẽ xem cho là tất cả chỗ này mình có cái nào chữ A thì mình sẽ cho nó lên đầu. Mình sẽ xem những cái thỏi son cái dòng đấy đầu tiên. Thì A ở đây á, ngay trong đầu Ly đã nhớ là nó chúng ta sẽ có là Appeal. Thì với Appeal thì Ly thấy khá là nhiều đúng không nào. Ly nghĩ là Ly sẽ để Appeal vào trong cái này, nó như cho đồ hàng ấy mọi người ạ. Đúng là kiểu mọi người sẽ kiểu xem là mình sẽ xếp cái gì ở đâu. Thì cái thỏi này đa phần là mousse tint thì nó sẽ đỡ dầu hơn là các thỏi liquid lipstick. Thế nên là mình có thể đặt nó nằm được. Mình có Juicy Mousse Tint này. Mình có một cái lạc lõng là Juicy Pang Tint. Thì với mousse tint thì Ly sẽ xếp hết. Ly sẽ ngồi xem từng cái màu này nó sắc độ thế nào. Ly sẽ xếp từ nhạt đến đậm. Meanwhile, hello, nghĩa là bọn mình phải quay cái đoạn này từ hôm qua, nhưng mà tại bọn mình bận quay cái khác là lại live stream, thế nên là hôm nay mới ngồi đây để cho mọi người xem được. Thì đây không phải là cái setup mà mình sẽ để đồ của mình đâu, mình chỉ đây là mới bày ra cho mọi người xem là mình đã sắp xếp lại cái chỗ son 12 cân, gần 12 cân son của mình như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ nhờ em trợ lý cầm máy ảnh và sẽ cùng mình đi hướng dẫn cho các bạn đi room tour, collection tour với mình qua và để xem là mình đã xếp nó như thế nào nhá. Đầu tiên thì mình cũng muốn giới thiệu qua luôn ấy là tất cả những cái hộp đồ này thì các bạn hoàn toàn có thể mua ở trên VV Gift Shop, là một trong những cái shop mà bán những cái đồ được mỹ phẩm này mà Ly mua từ năm 2013 đến tận bây giờ. Số nữa thì các bạn cũng có thể mua ở trên Shopee, nói chung là cứ Google thử là mua khay mỹ phẩm hoặc là kiểu khay đựng mỹ phẩm, khay đựng son thì có thể ra rất là nhiều. Mà Ly thì Ly luôn luôn mua ở BB Gift Shop, mình mua thân quen của tôi và mình cũng biết là ở đấy chắc chắn là các bạn có đồ cho mình, thế nên là mình hay mua ở đấy. Thì đầu tiên là chúng ta có cái tháp này là tháp son. Thì đây là một cái tháp son mà Ly sẽ ưu tiên dành cho những cái loại son mà nó có packaging đẹp, đặc biệt là packaging đẹp ở phần nắp son. Thì chúng ta sẽ kiểu gọi là khoe được nhãn hàng lên một chút. Thì ở đây chúng ta có là Chanel, Chanel, Bobbi Brown, Dior, Clé de Peau, Estée Lauder, xong rồi chúng ta có Lancôme, xong rồi có Shu Uemura, có VDIBOV, có Shu Uemura và một số những cái hãng khác mà kiểu chỉ có một cái hoặc cái thân nó hơi to để xem con này. Nói chung đây là một cái set giá được son mà Ly rất là thích. Mỗi tội là nó hơi tốn chỗ một chút, tại nó không kiểu để trên cái gì được ấy, nó rất là nặng luôn mọi người ạ.
Nó nặng lắm, hình như là đây là set 100 bao nhiêu thỏi hay sao á. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có những cái khay son nho nhỏ như thế này. Thì Ly có tổng cộng là 3 loại khay son khác nhau. Thì đầu tiên là những cái khay này thì nó thì không biết đó, 24 thỏi này. Đó, thì Ly sẽ dành cho những cái thỏi nó cao cao hoặc là những cái thỏi mà nó vừa với cả cái khuôn này. Cái khuôn này nó cũng hơi rộng hơn là cái khuôn bên này một chút. Đây, cái khuôn bên này nó nhỏ hơn một tí. Thì chúng ta sẽ có là NARS ở đây này, Lily May Mask này. Xong rồi chúng mình có Dolce Color Innisfree. Sau này nữa thì chúng ta có Kylie Cosmetics, Ly cũng để ở đây này. Đó, xong rồi mình có cả của Pony Effect cũng ở đây. Thì chúng mình có MAC Cosmetics này. Chúng mình có Lancome, chúng mình có Dior, chúng mình có Giorgio Armani, chúng mình có Chanel. Đây là cái dòng mà Ly cái nói là ít thích nhất của Chanel. Ly không khoái dòng này lắm. Và lý do tại sao, các bạn xem lại video nhá. Và cũng như là dòng mới của Ophelia, đây là cái Cotton Lip Blur. Tiếp đến thì là mình có cái khay này. Thì khay này là một trong những cái khay đầu tiên mà Ly mua luôn. Tất cả những dòng ở dưới này là YSL. Thì mình để theo bao bì và cũng như là theo thứ tự. Ở đằng sau này cũng còn YSL này. Xong rồi dưới đằng sau này thì chúng ta có Juicy Shaker của Lancome. Vẫn còn đến chỗ nữa để đây một cái khay son y hệt như thế nữa. Trong này nó cũng khá là random. Có một số cái ví dụ như là có Chanel, có Clé de Peau, có Dior, Giorgio Armani, Bobbi Brown, Color to Breathe. Hai cái khay đằng sau này là hai cái khay mà Ly mới cho gia nhập vào cái bộ khay của Ly. Thì đây là cái loại khay mà nó rất là dài, nó đủ để chúng ta để những cái thỏi son kem lì và thỏi son tin bóng có dạng cao, đảm bảo luôn là son chúng ta cố định. Đó, bà bầy nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta có Romance, có Lancome, Too Good For School, Cleo, BBA. Và chúng mình có một thỏi của Candy Lab ở đây. Ở đằng sau này thì đa phần là Touch of Rose của Ophelia thôi. Bạn này thì là bạn của Clé de Peau, ba bạn son rất là cao của Clé de Peau. Không có cái khay son này chắc không thể nào để được cái bộ son của Clé de Peau được. Mình sẽ đi tiếp đến bộ khay này. Thì đây là bộ khay mà chúng mình kéo ra kéo vào thôi. Thì cái này cũng rất là dễ tiện để cho những bạn nào mà không gian nó không được nhiều và chúng ta không thể nào bày nguyên một cái bộ son ra như thế này, kiểu nó hơi tốn chỗ một chút, thì chúng ta có thể để vào trong cái khay như này. Thì nó cứ chồng lên nhau và cứ hai cặp một đó, thì chúng ta xếp cũng dễ hơn. Ngăn ở dưới cùng này chúng ta sẽ có tất cả son thỏi của Ophelia. Wow, cái dòng hai thỏi cô đơn của Hera ở trong này. Đến thì chúng ta sẽ có, đây là toàn bộ son MAC. Wow, toàn bộ son MAC mini của Ly luôn, và cũng như là son MAC full size. Đó, và đây cũng là lý do tại sao mà hôm trước Ly lại làm cái video nói về son MAC là như thế. Ngăn này là ngăn Hàn Quốc nha. Bamenju này, mình sẽ có là Laneige này. Và cũng như là chúng mình có 3CE của Lily May MAC. Và xong rồi chúng mình có cả Essong. Còn ngoài ra thì cũng có cả hai bạn của Peri Pera này nữa. Rồi, tiếp khay này cũng là một khay rất là đẹp. Khay này của chúng ta thì có tổng cộng phải đến là 15 thỏi son của Dear Dahlia. Có hai thỏi của Lemonade, thỏi này của Cleo, thỏi này là của Vanilla. Thỏi này cũng là của Cleo. Và dọc này thì là son của Appeal. Rồi, đây thì chúng ta sẽ có là một khay son Mỹ linh tinh. Ở trong này chúng ta có Maybelline dòng mới này, chúng ta có Lamb Cream, Tarte, Shu Uemura. Thì các bạn thấy là Ly có rất là nhiều son tông nút và son tông kiểu đất. Thì đây cũng là cái dòng son và cái màu son mà Ly hay dùng nhất, kiểu dễ dùng ấy. Tiếp thì chúng ta sẽ có son các thể loại mini high end. Có NARS này, chúng ta có Bobbi Brown, chúng mình có Marc Jacobs, chúng mình có Pat McGrath. Và chúng mình có mấy cái thỏi son kiểu của Fenty không biết để đâu, tại vì nó to quá, son mini của Fenty, Glossier và cũng như là một thỏi quá dài của Huda Beauty. Và cuối cùng, hai ngăn cuối cùng sẽ là hai ngăn son mini size, siêu xinh. Thì rất là cái khay ngăn son này. Thì ở đây chúng ta sẽ có bộ mini son của Jouer. Thì có cả những cái màu son rất là nhũ như thế này. Xong rồi chúng mình có son của Huda Beauty. Thì có đủ khá là nhiều những cái màu son popular nhất của Huda Beauty rồi. Ok, vậy thì chúng ta đã đi đến được hết tất cả những dòng son mà Ly có hiện tại bây giờ. Phải nói thật là Ly làm beauty blogger, thế nên là cũng rất là hay được mọi người tặng son, và cũng như là rất là kiểu nguyên bộ collection luôn ấy. Và Ly cũng rất là biết ơn mọi người đã gửi tặng cho Ly. Ly cố gắng giữ hết tất cả những màu son mà mình thích, và cũng như những cái chất son mình mong muốn làm video cho mọi người. Vì có quá nhiều, thế nên là nhiều khi mình không biết được là ok mọi người đang muốn xem cái gì. Và mình cứ thử nghiệm theo những cái series là xoát hết tất cả những
thỏi son của một hãng mà Ly có, như là Ly đã làm cho YSL, Ly đã làm cho Dior, Ly đã làm cho Chanel của năm vừa rồi. Hoặc là những cái dòng theo là kiểu tìm trước của sản phẩm, hoặc là tìm theo tông màu. Thì Ly không biết là mọi người thích cái kiểu dạng video sắt son như thế nào. Tại vì Ly chắc chắn là bản thân Ly thì không thể nào update trend nhanh để mà kiểu ra collection son mới Ly sẽ làm được ngay. Nhưng mà Ly nghĩ là với một cái bộ sưu tập đồ sộ như này thì Ly cũng có thể tìm ra được những cái topic cùng với các bạn để mà chúng ta sẽ xây dựng được những cái video sắc son mà có ích cho mọi người, và đấy là những cái nội dung của mọi người muốn xem. Thì có gì mọi người comment ở dưới cho Ly biết nhá. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau sau. Chắc là trong thời gian tới Ly cũng sẽ làm thêm những cái kiểu makeup collection declutter như thế này cùng mọi người, để chúng mình cùng biết được là trong bộ sưu tập của Ly có những cái gì nha. Ok, bây giờ thì Ly sẽ chào mọi người và chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ, tại vì video này chúng ta lên thứ 6 mà. Bye bye mọi người.